Chúng ta đang có mặt tại vườn táo của hộ cô Linh, địa chỉ ở thôn Quê Mới, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cô Linh có sử dụng cái sản phẩm tin gen 450SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ cái bệnh mốc xương và phấn trắng gây hại ở trên cây táo. Sau thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ cùng nghe cô đánh giá cái hiệu quả của thuốc đối với cả cái bệnh mốc xương và phấn trắng ở trên cây táo. Cô, lúc quả nhỏ là cái táo nhà mình nó bị mốc xương phấn trắng, nó gây hại nặng lắm đúng không cô? Nặng lắm. Vâng. Nặng, cô phải phun bận đấy. Là về sau mới lại phun mới đi phun được thì nặng quá, phải phun hai lần liền. Vâng, hai lần cô phun cái thuốc tin gen rồng vàng này của bọn cháu là cách nhau mấy ngày ạ? 10 ngày. 10 ngày. 10 ngày cô lại phun tiếp, thế là nó khỏi. Vâng. Thế cái form của nhà mình là form bao nhiêu lít ạ? Form 220 lít. 220 lít. Vâng, thế là cô pha bao nhiêu cái thuốc này của bọn cháu ạ? Thằng em nó pha đi. Vâng. Là cứ pha một chai rưỡi một form. Chai rưỡi phải rồi đấy, chai rưỡi. Vâng. Thế mà khi mà sau khi phun thuốc thì là cái bệnh mốc xương phấn trắng nó khỏi thì là nó sẽ có như thế nào, như thế này đấy ạ? Ừ đấy, nó như thế này đấy. Vâng, nó sẽ khô lại như thế này nó đúng không? Nó khô lại có nhiều quá nó lại sẹo. Vâng. Còn nếu mà nó mà không khỏi được thì là cái quả nó sẽ bị rụng luôn đúng không? Phải, đúng chính xác. Nó vàng nó rụng đi. Vâng. Thế ngoài cái hiệu quả đối với cả cái bệnh mốc xương phấn trắng như thế thì cô thấy là sau khi phun thuốc của bọn cháu thì là quả táo nó có sáng, có đẹp hơn không ạ? Có sáng đẹp chứ. Vâng. Nó khỏi nó mới sáng mới đẹp thế này chứ. Vâng. Không làm gì được thế này. Vâng. Thế cái hiệu quả của thuốc của bọn cháu như thế cô đã chấp nhận được chưa ạ? Chấp nhận được rồi. Vâng. Vâng. Thế cô thấy nó khỏi bệnh là cô chấp nhận được. Vâng. Cháu thay mặt công ty là cảm ơn cô đã tin dùng sản phẩm tin gen 450SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam ạ. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và trúng mùa được giá. Mong cô là những cái vụ táo tiếp theo thì cô sẽ tiếp tục dùng cái sản phẩm tin gen của bọn cháu này để phòng trừ cái bệnh mốc xương và phấn trắng gây hại ở trên cây táo. Cô lúc nào chả dùng cái sản phẩm này, kể cả vải rồi thì táo. Vâng, dùng ở trên vải thì nó đánh cái bệnh rỉ sách sắt và mắt cua, kể cả tràm quả cũng rất là hiệu quả đấy. Đấy, cô toàn là phun vải cái loại này. Vâng. Chúc cảm ơn cô.